Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin lý do Putin bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược tại Ukraine. Thích Khôn, 34 tuổi, là một trong những nhà báo độc lập nổi tiếng nhất của Nga. Hầu như không có một phóng viên nào khác có thể có được một cái nhìn sâu sắc như anh về những gì đã xảy ra ở đất nước của mình trong những năm gần đây. Cùng với các đồng nghiệp của mình, tổng biên tập kênh truyền hình Dost đã phải rời khỏi đất nước của mình ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến chống Ukraine do các hình phạt hà khắc mà Điện Kremlin đưa ra đối với những thông tin bị cáo buộc là sai trái về hoạt động ở Ukraine. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập người Nga Thích Khôn. Trong một phỏng vấn với báo chí, người đàn ông 34 tuổi này đã đưa ra một lời giải thích đáng ngạc nhiên về lý do tại sao Putin quyết định phát động một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại quốc gia láng giềng của mình. Dicko nói như sau: "Tôi tin rằng Corona đã thay đổi Putin. Putin chỉ nhận được thông tin hạn chế trước khi đại dịch bùng phát và đột nhiên thấy mình rất bị cô lập sau khi sự bùng phát của Covid-19. Rõ ràng là ông ấy rất sợ Corona, nếu không thì ông ta đã không gặp các chính trị gia và tướng lĩnh khác bên chiếc bàn dài đến như vậy. Kể từ khi đại dịch Corona bùng phát, ông ấy chỉ nhận được thông tin liên lạc, ví dụ như người ta nói với ông ta rằng người Ukraine sẽ chào đón ông ấy bằng hoa, rằng Ukraine có quân đội yếu và Nga thì có quân đội rất mạnh." Đây là hình ảnh trong các buổi duyệt binh, Nga vẫn thường khoe khoang các loại vũ khí tối tân, giết người hàng loạt của mình. Corona cũng đã được làm cho các cuộc hội đàn áp ở Nga đối với chính công dân của nước mình tăng lên nhanh chóng. Nhà báo này nhận xét tiếp, nhà nước cho rằng Corona không chỉ có hại cho sức khỏe, mà còn khiến phần lớn xã hội trở nên bần cùng. Người ta sợ rằng những người này có thể nổi loạn. Disco đi đến một kết luận cứng rắn như sau. Vì vậy, Điện Kremlin quyết định ngừng đóng vai một chế độ dân chủ và tiến tới một chế độ chuyên quyền và sau này là chế độ độc tài. Vì lý do này, cuộc đàn áp các nhân vật đối lập đã được tăng cường vào năm 2021 và sau đó Putin quyết định tiến hành thêm một bước nữa là tấn công vào Ukraine. Với hàng loạt các biện pháp tiếp theo đó là đóng cửa các mạng xã hội và truyền thông độc lập tại Nga. Đây là hình ảnh ông Putin ra lệnh tấn công xâm lược Ukraine vào hôm 24 tháng 2 năm 2022. Không ai cho rằng điều đó có thể xảy ra. Do Disco và các đồng nghiệp của mình từ kênh truyền hình Dost mô tả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là một cuộc chiến tranh, nên các nhà báo buộc phải lựa chọn hoặc là phục tùng cơ quan kiểm duyệt hoặc đối mặt với 15 năm tù. Họ đã chọn cách thứ ba là rời Nga và tạm ngừng hoạt động kênh truyền hình của mình. Dekko hiện đang sống với vợ tại Georgia, nơi ông đã bắt đầu mở một kênh YouTube để tiếp tục đưa tin về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine. Dekko nói và tin rằng vừa phút cuối cùng, Putin đã không để những người thân cận nhất biết được kế hoạch của mình. Dekko nêu rõ, cuộc chiến bắt đầu như một cú sốc đối với tôi. Đó cũng là cú sốc đối với hầu hết mọi người ở Nga, kể cả chính trị gia cao cấp. Không ai có thể nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Tôi cũng tin rằng khi Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng sẽ không có chiến tranh thì ông ấy không nói dối. Tại thời điểm đó, ông ấy thành thật tin rằng sẽ không có chiến tranh. Đây là hình ảnh ông Putin họp bàn với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Lavrov trên một chiếc bàn dài. Cho tới nay, cuộc chiến tranh ở Ukraine đã kéo dài hơn một tháng. Hàng ngàn thường dân và binh lính thiệt mạng, toàn bộ số thành phố đã bị xóa sổ bởi tên lửa của Nga và bom của họ. Hơn 3 triệu người dân Ukraine đã chạy trốn khỏi đất nước này. Dicko đi đến một kết luận rằng, chúng ta có thể thấy rằng kế hoạch ban đầu đã không thành hiện thực. Quân đội của Nga đã không chuẩn bị cho cuộc chiến này. Bất chấp sự kỳ vọng của giới lãnh đạo của Nga, quân đội Ukraine tỏ ra đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến và họ đã chống trả hết sức quyết liệt và dũng cảm. Hơn 10.000 binh sĩ Nga đã tử trận cùng hàng trăm phương tiện chiến tranh. Phương Tây đã thống nhất trong phản ứng của họ và Điện Kremlin đã không tính tới điều đó. Đây là hình ảnh các nước ủng hộ viện trợ vũ khí hiện đại cho Ukraine để đánh trả quân xâm lược Nga. Điện Kremlin chỉ đơn giản là tính toán sai và không có kế hoạch B thực sự cho cuộc chiến này. Thay vào đó, theo Thích Khôn, lực lượng của quân đội Nga đang suy yếu dần. Điều duy nhất họ làm là đẩy các đơn vị mới vào trận.
trong đó có các đơn vị từ vùng cận đông, nhưng điều hiển nhiên là điều đó không thể kéo dài mãi mãi. Kính mời các bạn xem bản tin kho vàng vô dụng của Nga. Để chuẩn bị tài chính trong trường hợp xảy ra xung đột với phương Tây, Nga đã chuyển một phần đáng kể dự trữ ngoại hối từ USD sang vàng. Hơn 2.000 tấn vàng và kim loại quý được cất giữ trong các kho của Ngân hàng Trung ương. Và trong trường hợp khẩn cấp, chúng cho thấy là không thể bán được, bởi vì khi Nga gây ra chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga bị cấm vận, các nước không ai dám mua. Đây là hình ảnh ông Putin trước đó đã đến xem kho vàng rất lớn của mình. Từ lâu, Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến chống Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt mà phương Tây sẽ áp đặt. Việc chuẩn bị này cũng bao gồm việc xây dựng một kho vàng khổng lồ cho ngân hàng của Trung ương Nga. Kể từ năm 2014, khi Nga chiếm Crimea của Ukraine và các quốc gia phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt vừa phải so với hiện tại, thì ngân hàng Trung ương đã mua hơn 1.000 tấn vàng. Đồng thời, các cơ quan quản lý tiền tệ ở Moscow đã giảm bớt số lượng đô la Mỹ của họ để độc lập hơn với hệ thống tài chính của Mỹ. Theo thông tin chính thức, kho vàng đã lên đến tổng cộng khoảng 2.300 tấn, được cất giữ hoàn toàn ở Nga, chứ không phải như kho dự trữ của các ngân hàng trung ương khác, một phần ở trung tâm giao dịch quốc tế như London hoặc New York, Mỹ. Đây là hình ảnh ngân hàng trung ương Nga, nơi đang cất giữ 2.300 tấn vàng. Bây giờ chiến tranh thì đã đến, ngân hàng trung ương Nga không còn tiếp cận được khoảng một nửa trong tổng số 600 tỷ đô la dự trữ ngoại hối do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngược lại, lượng vàng dự trữ trong kho riêng trị giá tới 140 tỷ đô la để bảo vệ khỏi sự xâm nhập của nước ngoài, nhưng phần lớn bây giờ đã trở nên vô dụng. Mục đích của dự trữ ngoại hối bao gồm vàng của ngân hàng trung ương là để bảo vệ đồng nội tệ không bị mất giá trị trong trường hợp khủng hoảng. Chẳng hạn, bằng cách mua đồng rúp bằng đồng đô la, euro hoặc vàng, ngân hàng trung ương đã tạo ra nhu cầu và do đó hỗ trợ tỷ giá hối đoái. Nhưng với việc dự trữ đồng đô la và đồng euro đã bị đóng băng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc bán một lượng vàng rất lớn này. Các công ty đều từ chối mua vàng của Nga vì sự bị Mỹ và các nước tương phương Tây cấm vận. Đây là hình ảnh các nhà giao dịch kim loại quý và vàng không dám mua vàng của Nga. Theo nghị quyết trừng phạt, các tổ chức của Anh, châu Âu và Mỹ hoàn toàn không được phép kinh doanh với ngân hàng trung ương của Nga. Điều này có hiệu quả loại trừ Nga khỏi các địa điểm giao dịch vàng lớn như chợ vàng thỏi tại London. Tuy nhiên, theo báo cáo của tạp chí Bloomberg, các nhà kinh doanh vàng và ngân hàng ở các nước khác cũng tránh vàng của Nga. Một mặt vì nó khó có thể bán lại trên thị trường phương Tây, mặt khác vì sợ cái gọi là các lệnh trừng phạt thứ cấp. Một đề nghị vì biện pháp trừng phạt như vậy đối với tất cả những người mua bán vàng của Nga ở bất kỳ quốc gia nào đã được Thượng viện Hoa Kỳ phê duyệt. Thị trường khó có thể tiêu thụ số lượng vàng lớn như vậy. Về lý thuyết, ngân hàng trung ương vẫn có thể sử dụng vàng của mình, ví dụ như họ có thể tìm cách bán nó cho các ngân hàng trung ương khác. Cũng giống như Nga, các quốc gia khác đã bổ sung vàng vào kho dự trữ của họ trong những năm gần đây và có thể quan tâm đến việc mua vàng thêm. Ví dụ như Ấn Độ hoặc Trung Quốc, được nhắc đến nhiều lần trong các báo cáo trên các phương tiện truyền thông. Tất nhiên, số lượng vàng lớn hơn có lẽ chỉ được mua từ Nga với mức giá giảm rất nhiều. Một lựa chọn khác là bán vàng trực tiếp thông qua các ngân hàng hoặc đại lý của Nga cho người dân Nga. Nhiều người Nga dường như quan tâm đến việc đổi đồng rúp của họ lấy vàng vì lo lắng cho tài sản của mình. Ngân hàng trung ương có thể cố gắng thiết lập một loại bản vị vàng cho đồng rúp. Tuy nhiên, điều đó sẽ hạn chế nghiêm trọng chính sách tiền tệ và thời điểm mà chính phủ có thể cần phát hành đồng rúp mới để tài trợ cho cuộc chiến tranh dường như sẽ kéo dài sắp tới. Đây là hình ảnh Trung Quốc có thể mua vàng của Nga với giá siêu rẻ. Tuy nhiên, điều này chưa diễn ra vì Trung Quốc cũng sợ bị cấm vận. Đối với một số chuyên gia, tình thế tiến thoái lưỡng nan của Nga cho thấy vàng đã được đánh giá quá cao như một loại tiền tệ dự trữ cho các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở Nga. Các nhà kinh tế
Đại học James và Pendant từ Đại học Princeton viết trên tờ Financial Times cho rằng thời đại tôn sùng vàng có lẽ đã qua. Cuối cùng, vàng không phải là một nguyên liệu quý mà là một phương tiện thanh toán mà giá trị của nó chỉ phụ thuộc vào sự sẵn sàng chấp nhận của mọi người. Trong trường hợp dự trữ của Nga, sự sẵn sàng này là một vấn đề chính trị và do đó nó cũng phụ thuộc vào lệnh trừng phạt. Chuyên gia tiền tệ Florian từ bộ phận nghiên cứu tương lai của München tại Đức chỉ ra rằng ngay cả khi không có các biện pháp trừng phạt sẽ khó có thể sử dụng một lượng vàng như vậy ở Nga để ổn định tiền tệ. Ông Ken viết trang tweet rằng thị trường vàng toàn cầu không đủ thanh khoản để tiêu thụ một phần đáng kể trong số 2.000 tấn vàng của Nga. Hậu quả là vàng sẽ sụt giá. Hóa ra kho báu trị giá 140 tỷ đô la này sẽ tan biến trên giấy nếu nó thực sự được sử dụng đến.